Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếp Mèo Vạc của mình. Thì cái mèo vạc ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một cái mẹo đối với việc rửa mặt của các bạn với sữa rửa mặt. Thì cái tiền đề của việc các bạn dùng sữa rửa mặt là để rửa sạch những cái bụi bẩn bên sau trong lỗ chân lông của các bạn, đúng không ạ? Khi mà đi ra ngoài đường, khi mà trời rất là nắng đấy, nắng nóng đấy, da mặt của bạn sẽ làm mồ hôi nó nóng, nó làm da mặt của bạn là lỗ, nó nở cái lỗ chân lông ra. Và chính vì vậy bụi bẩn nó có thể theo đó đi vào sâu trong lỗ chân lông của các bạn, nên khi các bạn dùng sữa rửa mặt là để rửa những cái bẩn sau lỗ chân lông của các bạn. Nhưng các bạn quên mất có một con mẹo rất là đơn giản nhưng mà ít có ai biết, đó là làm cách nào để mình rửa thật là sạch cái lỗ chân lông của mình. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo đó. Thì đối với sữa rửa mặt, khi mình rửa thì dĩ nhiên việc đầu tiên mình làm chính là rửa nước bên ngoài cho sạch cái bụi bẩn rồi mình dùng sữa rửa mặt. Thì đa số tất cả các bạn đều xài cái cách đó, nhưng hôm nay mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo, đó là làm cách nào để rửa sạch hơn. Thì đó, như lúc nãy mình nói đó, khi các bạn đi ra ngoài đường đó, trời nắng nóng nó sẽ làm giãn nở cái lỗ chân lông của các bạn, nên khi các bạn sử dụng với sữa rửa mặt của ngoài, việc đầu tiên các bạn sẽ rửa sạch với nước, để cho nó bay cái lớp bụi bẩn bên ngoài của mình. Và cái bước thứ hai mình hay bỏ qua cái bước đó bởi vì mình cảm thấy nó cầu kỳ, nhưng thật ra mình cảm thấy nó rất là hiệu quả, đó chính là rửa lại với nước ấm. Và độ nước ấm này đó không phải là vừa ấm thôi, mà có nghĩa là nó cũng hơi nóng một xíu, để nó làm giãn nở cái lỗ chân lông của các bạn ra. Thì đó, các bạn giãn nở cái lỗ chân lông của các bạn ra, lúc này những cái bụi bẩn bên trong đó nó sẽ bắt đầu xuất hiện nhưng mà mình không thấy. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục dùng sữa rửa mặt. Khi cái lỗ chân lông đã rửa sạch với nước nóng xong, nó nở cái lỗ chân lông ra, thì các bạn sẽ xài với sữa rửa mặt. Sau đó các bạn massage với sữa rửa mặt. Lúc này sữa rửa mặt sẽ thẩm thấu vào những cái vết bẩn đó và lôi chúng ra bên ngoài. Đó chính là tác dụng của sữa rửa mặt, là diệt sâu những cái giúp trị để những cái vết bẩn mà những cái bụi bẩn thấm sâu trong da của các bạn. Khi mà bạn xài sữa rửa mặt xong thì tiếp theo là gì? Vẫn cái nước ấm nó, các bạn là tiếp tục rửa để chi? Để cái lỗ chân lông nó không có bị khép lại, nó không bị những bụi bẩn vướng lại bên trong, và các bạn sẽ rửa, tiếp tục rửa với cái nước ấm nó. Theo đó thì nó sẽ thao sữa rửa mặt của mình quyện vào nhau và đi ra bên ngoài. Đó là xài với nước ấm để làm nở lỗ chân lông của các bạn. Như vậy là bụi bẩn theo đó sẽ được đi ra ngoài. Và cái bước cuối cùng thì rất là đơn giản, sau khi rửa sạch lại với nước ấm thì lúc này cái lỗ chân lông của mình nó vẫn còn đang hở là tí đỉnh, thì tiếp theo mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh và vệ sinh bên ngoài sạch sẽ hơn. Thì nước lạnh, nước nóng thì để làm nở lỗ chân lông của các bạn, và nước lạnh thì sao, nó sẽ làm xe khích lại cái lỗ chân lông của bạn, làm lỗ chân lông của các bạn đóng lại và không còn bụi bẩn đó. Nó sẽ bảo toàn cái dưỡng sữa, cái sữa rửa mặt của các bạn có thể thẩm thấu và làm da mặt các bạn sáng hơn. Đó là một cái mẹo rất là đơn giản với nước nóng và nước lạnh trong quá trình các bạn rửa sữa rửa mặt, nhưng ít có ai biết, bởi vì mình khi rửa sữa rửa mặt thì mình hay rất là nhanh, là mình rửa rồi mình vệ sinh bên ngoài cho nó nhanh, ít có ai để ý đến nước ấm. Nhưng nước ấm, nước nóng đó có một công việc rất là tốt và rất là làm sạch lỗ chân lông của các bạn luôn ha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.